Đi vào những cái chỗ đường ngõ nhỏ như nhà tôi này thì cái cam của Mercedes sẽ rất là hay, rất trực quan nhá. Bên này là toàn cảnh này, bên này là đầu và đuôi này. Đấy. Có vấn đề gì là mình hoàn toàn có thể tránh được ngay. Đấy. Rất trực quan ở chế độ đi trong ngõ nhỏ. Xin chào anh em. Hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ bắt đầu một cái hành trình và đánh giá chiếc xe hạng sang của Mercedes GLC 300 4MATIC. Bắt đầu từ nhà tôi thì chúng ta phải lượn phố một chút để cảm nhận xem liệu rằng một chiếc xe sang chạy phố thì nó có khác với những chiếc xe của tôi đã đi không. Thì nhận xét đầu tiên của tôi về chiếc GLC 300 này khi chạy phố đó là tầm nhìn thì như các bạn đã biết, những chiếc xe đến từ Đức họ luôn ưu tiên về tầm nhìn. Tầm nhìn của GLC 300 khá là khoáng đạt, và đặc biệt là khi mà nó đã di chuyển cái gương từ chân trụ A xuống bậu cửa thì cái tầm nhìn nó càng càng được mở rộng. Đây là một trong ưu điểm rất là lớn để hạ được cái hệ số cản gió của xe xuống. Thì chiếc GLC 300 thế hệ này, GLC thế hệ này, thế hệ thứ hai, nó đã làm cho cái gương nó nhỏ lại. Và cái gương nhỏ lại không có nghĩa là cái tầm quan sát bị nhỏ đi nhá. Tôi quan sát rất là rõ, nhưng cái tầm nhìn các bạn thấy từ từ trong ra nó không bị cản nhiều. Đó là đầu tiên về về tầm nhìn. Cột A rất là nhỏ này, cột A nhỏ, và nhìn qua cái gương này xuống phía sau thì cái tầm quan sát ở phía sau xe cũng rất là tốt. Tiếp theo thì một trong những cái nữa, cái nhận xét của tôi về vận hành của chiếc GLC 300 trong phố đó là động cơ. Động cơ thế hệ này thì được tích hợp thêm một cái hệ thống mild hybrid nữa. Hệ thống mild hybrid này thì có công suất khá là lớn, cho nên khi mà chạy ở trong phố các bạn không cần phải đạp ga nhiều, nhẹ ga thôi xe nó đã chạy ngay. Hộp số thì nhất là khi mà tôi chuyển sang chế độ lái là Comfort thì cái hộp số nó chuyển số rất là nhanh, chuyển số nhanh. Và đó, các bạn thấy xem, hiện nay tôi đang chạy ở trong phố tầm khoảng tốc độ với 20 km/h thì xe gần như là không nghe một bất kỳ một cái tiếng gì. Và họ hãng họ nói là cái điều này cũng là cái thứ mà họ khiến cho những cái trải nghiệm của khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên có một cái điều mà tôi không thấy làm thích thú lắm, và ngày hôm qua thì tôi sau khi tôi soi cái gầm của GLC 300 thì tôi thấy rằng là cái lò xo sau của nó thuộc dạng lò xo mềm. Và khi hôm nay vận hành tôi đặt ở chế độ Comfort thì đúng thật, thực sự cái nhận xét của tôi khi mà tôi nhìn vào cái cấu tạo của hệ thống treo trên GLC 300 thì tôi thấy rằng cái nhận xét đấy nó hoàn toàn không sai một chút nào cả. Bởi là hệ thống treo của GLC 300 khi mà để ở chế độ Comfort nó cho cái cảm giác hơi bị lắc một chút, lắc đuôi một chút, bồng bềnh một chút. Mấy anh em ngồi đằng sau bảo là ơi, đang đi xe chắc mà ngồi sang xe này thì nó hơi bồng bềnh. Đó. Nếu mà ai mà không thích cái sự bồng bềnh thì nên thay đổi hệ thống lái một chút. Ví dụ chuyển sang không phải Comfort nữa mà chuyển sang Sport hoặc là Individual thì lập tức rằng là cái hệ thống treo nó sẽ chắc ngay, và cái hiện tượng bồng bềnh nó không còn nữa. Khi mà
tôi chuyển sang, tôi được ra một cái đoạn đường nó tương đối là vắng khi đạp ở trong cái phố mà lên tầm khoảng 4-50 cây ấy. Thì các bạn có thể thấy rằng là GLC 300 có khả năng cách âm khá ổn. Một trong những điều nữa mà khi mà tôi chạy ở trong phố thì tôi cảm nhận được đó là gì? Có thể đây cũng là một trong cái hệ số an toàn của mẹt nó cao quá khiến cho chúng ta cảm thấy bất tiện. Đó là gì? Khi mà tôi dừng đèn xanh đèn đỏ, tôi đang đạp ở cái chân ga và để cái chỗ hâu thôi, mà lập tức cái dây đai nó thít một cách rất là mạnh. Và tôi cho rằng đây là một trong những cái thứ nó khiến cho người ta hay giật mình, hay bị giật mình. Cái xe này nó có những cái cảm biến quan sát xung quanh xe và nó cảm nhận được rằng có một cái xe nào đó có thể khiến cho xe của bạn bị tai nạn. Thì lập tức nó kích hoạt hệ thống an toàn và nó thít cái dây đai này, thít người của bạn chặt vào trong ghế. Điểm gì? Để khi nếu trong trường hợp xảy ra va chạm đâm ở phía sau, ở phía ngang hoặc gì đó thì người của bạn bị hạn chế tổn thương nhất. Hay chưa? Rất hay. Nhưng mà thực sự nó lại cảm cho các bạn bị hơi phiền một chút. Theo đánh giá của một số khách hàng thì hệ thống ADAS này nó đang bị nhạy quá. Đó là gì? Chỉ cần một cái xe máy nó cắt qua mặt của chiếc xe này hơi gắt một tí thôi thì chiếc xe này lập tức nó sẽ phanh gấp lại. Và khi nó phanh gấp lại thì cái cảm giác nó rất là thốn, rất là sợ. Nhiều người khách hàng của Mercedes đã cảm thấy phiền lòng vì cái hệ thống này. Và đặc biệt là nó không tắt được. Hiện nay thì sau khi mà từ Đại lộ Thăng Long tôi rẽ vào Quốc Oai để đi ra cái hướng Xuân Mai, tôi kích hoạt ADAS trên chiếc GLC 300 để xem cái hệ thống ADAS này nó hoạt động như thế nào. Thì như các bạn cũng biết rằng là hệ thống ADAS của Mercedes nó khá là chi tiết. Như ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng nó phân biệt được cả người đi xe máy này, cả người đi xe máy đấy, đọc luôn. Bởi vì làm sao, nó có hai cam ở đây, nó phân biệt được cả người đi xe máy, cả xe con, cả xe tải, cả xe khách đó. Khi đối với những người đi xe máy ở trên cái đường này, nó mật độ giao thông nó khá là đông, nó bắt được một người đi xe máy thì nó đối xử với người đi xe máy rất là nhạy nha các bạn nha. Các bạn chú ý là xe máy nó khá là linh hoạt, nó chỉ cần tạt đầu một chút thôi nó là camera nó bắt được ngay. Khi nó bắt được là nó phản ứng với những người đi xe máy nhanh hơn với những người đi xe con đó. Tại sao lại như vậy? Bởi vì để nó tránh xảy ra va chạm. Khi xảy ra va chạm thì giữa ô tô với cả xe máy thì rõ ràng sự thiệt hại sẽ nằm ở phía xe máy. Và chính vì vậy mà cái hệ thống này nó xử lý nhanh hơn, nhạy hơn. Để làm gì? Để tránh cho xe va chạm với các cái người đi xe máy đó. Bây giờ nó có một cái người đi xe đạp, xem nó có bắt được không. Ồ, người đi xe đạp thì nó lại đang ngầm định là ô tô à các bạn ạ. Người đi xe máy thì nó nhận định là xe máy, những người đi xe đạp thì nó lại đang nhận định là ô tô. Cái này là hơi dở này. Sau một quãng đường khá là dài, tôi chạy thử hệ thống ADAS của Mercedes trên GLC 300 Automatic thì mới phát hiện ra có những cái điều cũng hay và cũng dở các bạn ạ. Hay là gì? Hay đó là hệ thống ADAS của Mercedes nó đi kèm với cả chế độ lái. Có nghĩa khi các bạn để chế độ Eco, Comfort hay là Sport thì cái ADAS này nó cho một cái tùy chọn là có thể đi theo được cái đó. Có nghĩa là gì?
nếu các bạn chọn một cái tùy chọn là Comfort chẳng hạn, thì khi mà cái đồng ADAC nó hoạt động thì nó cũng hoạt động mượt mà êm ái như Comfort. Nó không bị khi mà nó hãm tốc lại xong nó lại tăng tốc trở lại chẳng hạn, thì nó không bị giật mạnh như kiểu tăng tốc nhanh ở chế độ Sport. Tuy nhiên thì nó cũng có một vài cái dở. Dở đầu tiên nó, cái dở này là theo quan điểm của tôi đấy nha các bạn nhé. Có thể những người đi xe mẹ thường xuyên họ quen với cái thói quen đó thì họ sẽ không coi đó là dở. Nhưng mà tôi hiện nay tôi cũng sở hữu hai chiếc xe của ADAC. Đó là chiếc Beijing X7 và chiếc VF8. Thì tôi thấy rằng là với những cái thói quen sử dụng ADAC của tôi thì cái này tôi cho là dở. Đó là gì? Điểm dở thứ nhất đó là nếu trong trường hợp tôi muốn lái rảnh tay, khi đi đường xa chẳng hạn, lái rảnh tay, thì việc mà các bạn hoàn toàn không thể tùy chọn nó ở trên vô lăng được, mà các bạn phải vào màn hình, vào hệ thống, bạn kích hoạt hệ thống giữ làn lên thì nó mới hoạt động, còn không thì nó sẽ không hoạt động. Đó. Còn ở các hệ thống khác thì các bạn rất đơn giản, đó là một cái tùy chọn hỗ trợ giữ làn chủ động thì kích hoạt ở trên vô lăng cái thì nó lên ngay đó. Thì cái này thì tôi cho đây là một cái điểm dở của Mercedes đối với tôi cá nhân thôi nha. Tiếp theo nữa, đây là một cái điều mà tôi phát hiện ra, nhưng không biết rằng là vì tôi đi một cái thời gian không quá nhiều trên một chiếc Mercedes cho nên có thể nó sai. Đó là gì? Khi các bạn đi sau một chiếc xe, không cần biết đó là xe đạp, xe máy, ô tô con, ô tô khách hay ô tô tải, thì lập tức hệ thống ADAC bắt rất là nhạy và còn khá là chính xác luôn. Và nó đối xử với từng loại phương tiện thiết bị khác nhau. Ví dụ như mà mình đi sau một chiếc xe máy thì tôi cảm giác được rằng hệ thống luôn luôn sẵn sàng trong tình trạng là chiếc xe máy kia nó sẽ dừng lại nhanh hoặc nó sẽ cắt đầu của chiếc xe mình đang đi. Đó, và họ luôn luôn sẵn sàng là phải ngăn cái va chạm đấy ạ. Cho nên cái phản ứng của xe đối với những phương tiện như xe máy là rất nhanh. Nhưng nếu mà các bạn thấy một chiếc xe nó đi ngược chiều, các bạn không nhìn thấy, nó đóng làn kia. Thật, đóng làn kia thì mình có thể hiểu được rằng là gì? Cái xe đấy nó không đi vào cái phần đường của mình thì mình không cần quan tâm. Nhưng một chiếc xe nó đi ngang qua đường nhánh, nó đi ngang qua, hoặc là một chiếc xe nó lấn làn sang cái làn của mình, thì cái hệ thống này nó cũng không bắt. Đối đầu với mình nó cũng không bắt. Và cái cảm giác đấy khiến cho tôi hơi sợ và thấy nó thiếu tin cậy các bạn. Không biết là những chủ xe mẹp thì có cái cảm giác là như thế không, nhưng với tôi thì hoàn toàn tôi không cảm thấy tự tin là cho lắm. Đấy, các bạn này nhìn này, đây ông này đối diện tôi nhá, nhưng mà nó không nhận luôn. Đấy, thấy chưa, không nhận một tí nào luôn, thế mới sợ chứ. Tôi vẫn cài là hiện nay giữ cái tốc độ là 10 km/h này, vẫn cài bình thường, vẫn chạy bình thường. Đấy, nhưng mà đối diện nó lấn làn ra mình là xe không nhận luôn, trong khi đó mà mình đi sau một thằng khác thì nó nhận ngay lập tức. Và rồi sau khoảng hơn 3 tiếng lái xe thì chúng tôi đã đến được Thành Nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Và hiện tại chúng tôi đang ở trong nội thành của Thành Nhà Hồ. Chúng tôi đi vào từ cửa Bắc, bên kia là cửa Nam, và bây giờ chúng tôi đang trực chỉ sang cửa Đông đây.
Thì thành nhà Hồ này là một cái thành mà được cha con hai ông là Hồ Quý Ly và Hồ Quyên Trừng làm lên. Và như các bạn biết thì Thanh Hóa là một trong những cái nơi gọi là nơi phát tích của rất là nhiều triều đại ở Việt Nam. Và triều đại nhà Hồ nào cũng là một trong những triều đại mà có những cái thành tựu khá là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta sẽ đi để cùng nhau khám phá xem thành nhà Hồ có cái gì. Thì anh 5:30 thì anh em chúng tôi đã phải dậy để đi săn mây rồi. Nhưng mà chính vì đi sớm nên chúng tôi mới có điều kiện để test luôn cái đèn đi tô light trên chiếc GLC 300. Như các bạn đã biết thì ở GLC 200 thì nó chỉ có là đèn LED thường thôi. Còn trên phiên bản cao cấp nhất của dòng GLC là GLC 300 Formatic thì Mercedes Việt Nam có trang bị cho hệ thống Digital Light. Digital Light là một trong những hệ thống đèn chiếu thông minh bậc nhất hiện nay. Tổ hợp của cái hệ thống Digital Light này thì nó có vô cùng nhiều các cái bóng LED nhỏ với mật độ rất là cao. Và cái điều thích thú đó chính là độ cường độ chiếu sáng của nó. Các bạn thấy không? Trước đây thì nhìn những cái đèn của MEG ấy thì nó thường có cái ánh sáng khá là trắng, cái nhiệt độ màu khá là cao. Tuy nhiên với hệ thống Digital Light này thì các bạn có thể nhìn thấy luôn đó là nhiệt độ màu vừa phải. Tôi nghĩ rằng nhiệt độ màu này nó tầm khoảng dưới 6000K. Nếu mà các bạn để ở cốt thì cái đường cắt của nó rất là đều, mịn và mượt. Ở phía góc phải nó hơi nhô cao hơn một chút để tăng cái tầm quan sát. Nếu mà để ở chế độ auto ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là cái đèn này nó sẽ tự động lên pha, hạ pha theo cái phát hiện của nó ở phía trước. Nếu mà không có bất kỳ gọi là phương tiện nào chạy ngược chiều thì nó sẽ dương pha lên cho các bạn. Và kể cả khi mà có phương tiện ngược chiều thì những cái thành phần mà đi ngược chiều đó nó sẽ tắt những cái cụm bóng LED khi nó phát hiện. Đem gì? Tránh cho phía trước mặt bị chói. À, hay không các bạn? Đây là pha các bạn này. Khi mà bật pha lên thì các bạn thấy không? Các bạn nhìn gần như cả cái vùng trước mặt sáng. Và cái quan trọng nhất là cái ánh sáng này nó bắt đường cực kỳ tốt. Ở ngoài trời đang có một chút mưa phùn cộng sương. Cho nên nếu bình thường ra cái đèn mà có nhiệt độ sáng, nhiệt độ màu cao ấy thì chúng ta rất khó có thể quan sát được cái tầm nhìn ở bên ngoài như thế. Và các bạn có thể thấy rằng là cái hệ thống đèn này cực kỳ thích. Nếu mà ai đã sử dụng Digital Light rồi thì gần như là chán, không muốn sử dụng các hệ thống đèn khác nữa. Wow, phải nói là phê, cực phê luôn các bạn ạ. Sáng đi săn mây thì phải đi tương đối là gắt. Cái đường đi từ Pù Luông sang Xuân Hóa 10 này là cái đường nó rất là vắng và đường xấu, ngoằn nghèo. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là hệ thống treo của GLC 300 cực ngon. Nó ngon ở cái gì? Thứ nhất là nó rất là bám đường. Và thứ hai là chính cái hệ thống treo mềm nó đã khiến cho tất cả những cái chướng ngại vật ở trên đường, ở trên mặt đường nó được xử lý rất phải hàng trăm khúc cua gắt xấu
mà tôi cua không bị trượt, gọi là không bị chửa bất kỳ một cái chỗ nào cả. Bởi vì tại sao lại như thế? Bởi vì là khi chúng ta chạy nhanh ở những cái đường xấu thì mặt đường với cả lốp nó bị mất độ bám và nhiều khả năng nó sẽ bị trượt, mất kiểm soát. Nhưng với GLC 300 thì không có chuyện gì xảy ra, tôi cua trăm phát ăn cả 100 luôn. Cái điều thứ hai nữa đó chính là động cơ. Động cơ này được tích hợp hệ thống MyHybrid, nhưng MyHybrid thì các bạn cũng có thể thấy rằng là MyHybrid có hai loại, một loại là MyHybrid 12V và một loại MyHybrid 48V. Rõ ràng là loại 12V thì nó có một cái công suất thấp hơn, yếu hơn, và cái khả năng hỗ trợ lái của những cái động cơ mang hệ thống tích hợp với hệ thống MyHybrid 12V nó không nhiều lắm. Nhưng với cái động cơ MyHybrid mà tích hợp hệ thống MyHybrid 48V ấy, thì cái sức mạnh của nó rất là nhiều, rất là mạnh. Cho nên nó sẽ giúp cho xe vận hành được tốt hơn. Đó. Bây giờ thì chúng tôi đã đến được cái điểm săn mây. Và các bạn có thể thấy rằng là với cái động cơ này thì các bạn nó đạt được một cái torque, một cái lực kéo rất là sớm và nhạy. Chính vì vậy mà khi mà ăn vào những khúc cua, thoát cua hoặc là những cái dốc cao thì cái xe nó không bị gầm lên một cách gọi là nặng nhọc, mà nó cứ đâu lưu diêu tầm khoảng 2.000-2.500. Tôi chưa bao giờ đạp một cái ga nào quá 2.500 ở trong cái cung đường từ Pù Luông đi ra Son Bán Mười, chắc chắn rồi. Bởi vì làm sao thế? Bởi vì cái lực kéo của nó rất là sớm và lực kéo của nó lại được hỗ trợ bằng động cơ điện. Các bạn cứ yên tâm đi, các bạn lái một chiếc GLC 300 4MATIC thì nó sẽ không khiến cho các bạn thất vọng đâu. Một trong những cái trở ngại ở trên những cái con đường thiên lý đó là gì? Đó là những cái tình huống mà đường đi vào đoạn đường xấu và rất xấu. Có thể nói gọi là những cái tình huống gọi là off-road. Chúng ta phải làm thế nào? Rất may thì người bạn đồng hành của chúng ta hôm nay là GLC 300. Và GLC 300 4MATIC thì như các bạn đã biết, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cái thứ hai nữa đó là nó được trang bị một cái mode gọi là off-road. Khi chuyển sang cái mode off-road xong thì đó là gì? Đó là cái K360 nó biến thành một cái nắp capo trong, và các bạn có thể quan sát được toàn bộ cái phần đầu xe ở dưới gầm xe có cái gì chúng ta cần phải tránh nó ra, đặt bánh cho nó chuẩn. Vệt bánh xe cũng được thể hiện hướng. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu off-road để chinh phục cái đoạn đường khó khăn này. Chờ cho đồng chí kia đi qua, chúng ta sẽ đi thẳng. Đây thì nó có một cái cục bê tông rất là lớn này. Đây chúng ta phải đánh lái sang bên này. Ok, để tổng hợp được sức mạnh thì ta sẽ phải... Ok, nào bắt đầu. Một trong những cái việc mà để tổng hợp được cái sức mạnh thì chúng ta phải tắt cái ESP đi, thì lúc ấy nó phân bổ lực kéo khỏe hơn. Thank you.
Vừa rồi là một tình huống khá là hy hữu và khá là khó khăn trong cái chặng đường đi của chúng tôi. Thì GLC 300 4MATIC đã chinh phục nó một cách không quá mệt mỏi. Tôi không nói là dễ dàng, mà tôi nói là không quá mệt mỏi. Bởi vì sao? Là với cái tình huống như thế này, những chiếc xe không phải là xe off-road, không phải là những chiếc xe SUV có khung gầm rời, thì nó đều gặp phải những cái khó khăn nhất định. Với GLC 300 4MATIC thì nó đã vượt qua cái trở ngại này không mấy khó khăn. Các cái chức năng, các cái hệ thống off-road nó đã được can thiệp thực sự là rất hoàn hảo. Đấy, các bạn thấy đâu, là khi bắt đầu vào những cái tình huống có thì cái nắp capo này nó sẽ trong suốt, các bạn có thể nhìn thấy hoàn toàn những cái chướng ngại vật ở phía dưới, ở phía đường ấy. Đấy, thấy chưa? Rất là dễ dàng vượt qua. Bởi vì bản chất là nếu các bạn đặt bánh không chuẩn thì xe nó sẽ bị hỏng. Và ngoài việc hỏng xe ra thì còn không vượt qua được nữa cơ. Tôi sẽ phải bám sang một bánh xe ở bên phía này. Đây, chúng ta cần phải một cái kinh nghiệm đi off-road. Cái kinh nghiệm đi off-road là gì? Đó là nếu chúng ta không có đủ cái khoảng sáng gầm thì chúng ta hãy đi kiểu chân chó. Đấy, đi kiểu chân chó để làm gì? Để chúng ta có thể không bị sạt cái gầm. Cái khoảng sáng vượt đỉnh nó bị hạn chế mà các bạn. Và với những tình huống này thì 4MATIC, hệ thống chuyển động 4MATIC đã hoạt động rất là hiệu quả. Các bạn chỉ cần có cái cảm giác là bị trượt thôi, trượt một chút thôi, là cái bánh đấy nó đã được lóc lại và truyền toàn bộ cái động lực, cái lực kéo sang các bánh còn lại mà không mất độ bám. Đó, rất là hay. Thực ra một cái tình huống này cũng là tình huống hy hữu của chúng tôi thôi, nhưng mà nó khiến cho chúng tôi cảm thấy thú vị hơn khi mà đưa được chiếc GLC 300 4MATIC vào đúng cái nơi để thử thách nó. Wow, perfect. Cái cung đường này là cung đường từ Pù Luông lên Lũng Cao, qua Son Bá Mười về Tân Lạc, Hòa Bình. Đó. Như các bạn đã biết thì sau một cái buổi mà tôi soi gầm chiếc GLC 300 4MATIC, tiếp đó thì ngày hôm qua chúng tôi từ Hà Nội đi lên Pù Luông, thấy chiếc xe này nó đi quá là hay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi đây chiêu chiêu một chút. Thực ra đây là một cái điểm săn mây ở Son Bá Mười, nhưng mà hôm nay thì mây nó lại không có, nó chỉ có mù thôi. Tôi bày bàn trà ra và chúng ta cùng nói chuyện về xe cộ, và đặc biệt là nói về chiếc GLC 300 4MATIC này. Thì như các bạn đã biết là năm 2008 Mercedes đã ra một cái quyết định khá là táo bạo, đó là thiết kế ra chiếc GLK. Chiếc GLK nó đã bán ở Việt Nam rồi, và các bạn thừa biết rằng khi ra mắt thì nó đã lập tức trở thành một cái trào lưu mới cho lựa chọn những chiếc xe SUV cỡ nhỏ, hạng sang. Đâu đó thì cái hình thức thiết kế của chiếc GLK đó nó mang dáng dấp và nhiều cảm hứng từ chiếc G-Class, gọi là chiếc G đấy, mẹ G đấy. Với GLK thì tôi đã từng tổ chức một cái sự kiện cho GLK và tôi cầm lái nó khá là nhiều. Ở Việt Nam thì GLK nó có nhiều bản: GLK 300, GLK 200 dầu, GLK 250. Và đến bây giờ thì tôi vẫn thấy rằng chiếc GLK 300 là một trong những chiếc xe chạy hay nhất. Tuy nhiên thì GLK không phải không có những cái gọi là nhược điểm. Một trong những nhược điểm của GLK đó là gầm hơi thấp một chút.
Đến năm 2015, Mercedes đã ra một cái quyết định khá là táo bạo. Và đó cũng có thể là đấy là thế hệ GLC thứ nhất hoặc là thế hệ SUV cỡ nhỏ. Mình ở Việt Nam thì mình có thể đẩy nó lên ở cỡ trung, nhưng mà ở trên thế giới thì nó GLC vẫn là một chiếc SUV cỡ nhỏ mà thôi. Và họ đã bắt đầu dịch chuyển ra một từ cái tên GLK sang GLC đáng nói nhất. Đó là họ đã dịch chuyển cái thiết kế từ GLK một cách vuông vức nam tính ra một cái hình nó tương tự như xe này. Nó là một cái thiết kế unisex. Tại sao họ lại chọn cái thiết kế unisex? Cái thiết kế này thì nó sẽ phù hợp cho cả phụ nữ cũng như cả nam giới. Nam giới nhìn cũng đẹp, đi cũng ok, nữ giới nhìn cũng mê, cũng rất là thời trang. Và cái thiết kế unisex này lập tức được đón chào ở tất cả các thị trường mà GLC xuất hiện. Chỉ sau một năm, có nghĩa là 2016 là GLC ra mắt, và sau một năm thôi, 2017, thì 1 triệu chiếc xe GLC đã được bán ra trên toàn thế giới. Một con số kỷ lục với Mercedes. Và tại thị trường Việt Nam thì trước khi GLC có mặt, C-Class đang là một mẫu xe bán chạy nhất. Nhưng khi GLC có mặt thì nó lập tức được thay thế. Tôi nhớ rằng khi GLC ra mắt tại Việt Nam thì Merc đã làm một cái sự kiện rất là long trọng, sang trọng thì đúng hơn, ở một cái biệt thự ở ven sông Sài Gòn. Và chúng tôi được tham dự sự kiện đấy bằng một phương thức di chuyển cũng sang trọng và độc đáo, đó là đi du thuyền. Và tôi chính là người đầu tiên sở hữu GLC tại Việt Nam. Tôi nói như thế, vui vui như thế thôi, bởi vì hôm đó thì Tổng Giám đốc của Mercedes Việt Nam có mang một cái mô hình GLC ra, và người may mắn sở hữu chiếc mô hình GLC đó chính là tôi. Hiện nay tôi vẫn đang để mô hình đó ở văn phòng của Watka Việt Nam để thiết kế lên. Cái hay của nền tảng này đó là gì? Nếu mà ở chiếc GLC thế hệ thứ 2, chúng ta vẫn có một không gian chưa được gọi là rộng rãi lắm, hoặc là cái bề rộng của vệt bánh xe vẫn còn khá là hẹp, hay là cái cốp nó vẫn nhỏ và chiều dài cơ sở nó cũng ngắn, thì ở cái nền tảng MRA2 này nó đã giải quyết được cơ bản những cái vấn đề của GLC thế hệ thứ 2. Đó là gì? Đầu tiên, chiều dài tổng thể của chiếc xe này nó đã dài hơn thế hệ thứ 2 đến khoảng hơn 6 phân, một cái con số khá là lớn. Tiếp theo đó là chiều dài cơ sở của thế hệ thứ 3 này nó đã kéo dài lên 2m88. Tuy nhiên thì GLC thế hệ thứ 2 không phải không có những cái nhược điểm. Nhược điểm của GLC thế hệ thứ 2 đó là cái không gian nó chưa thực sự là rộng rãi lắm. Cái chiều rộng, bề rộng của xe, cái vệt bánh xe cũng hơi hẹp. Và chính những cái nhược điểm này thì Mercedes nó đã thay đổi khá là toàn diện trên GLC thế hệ thứ 3. Nền tảng MRA2 nó đã cho phép chiếc GLC thế hệ thứ 3 có những cái thay đổi mang tính đột phá. Đó là gì? Đó là tổng chiều dài của chiếc GLC này nó đã vượt qua con số 4m7, dài hơn thế hệ cũ khoảng hơn 6cm. Chưa hết, chiều dài cơ sở của nó đã đạt được con số 2m88, và hứa hẹn với chiều dài cơ sở này thì cái không gian ở phía trong nó sẽ rộng rãi hơn. Và không chỉ rộng rãi hơn, nó khiến cho chiếc GLC vận hành ổn định hơn ở trên đường trường. Mặc dù có chiều rộng vẫn là chỉ 1m88 thôi, nhưng vệt bánh xe đã được mở rộng lên khoảng 1 phân cả trước và sau. Việc mở rộng cái vệt bánh xe này thì các bạn đã biết rồi, khi bề ngang được mở rộng thì vận hành nó sẽ ổn định hơn. Thêm một cái nữa chúng ta phải nhắc đến,
đó là việc mà mở rộng cái chiều dài ra thì cái cốp xe của GLC thế hệ thứ 3 này nó cũng rộng hơn. Đâu đó cốp xe của này chúng tôi hôm nay đi Pù Luông thì mang rất là nhiều đồ, đầy một cốp. Và cái cốp xe này thì theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất nó đã đạt được con số tầm khoảng độ 620 lít, có thể nói là rộng bậc nhất ở trong phân khúc xe này. Và cái trần xe của chiếc xe này nó thấp hơn so với trần xe của thế hệ trước. Điều này để làm cái gì? Đó là Mercedes đã tính rằng chính cái hệ số cản gió nó là một trong những thứ gây ồn ào hơn, gây tốn nhiên liệu hơn, tốn năng lượng hơn. Và họ đã hạ thấp cái trần xuống, tối ưu hóa tất cả những cái phần có thể cản gió gây ù. Và cái hệ số cản gió của chiếc GLC cái hệ thứ 3 này nó chỉ 0.29, có nghĩa là khá là tốt. Ngày hôm qua thì chúng tôi đi từ Hà Nội lên trên này thì thấy rằng gần như tất cả những cái gọi là ồn gió không xuất hiện ở trên chiếc GLC. Mẹt nói rằng thế này, những cái điểm này là những cái điểm mà khiến cho ồn gió nó sẽ được hạn chế này. Đầu tiên là gương chiếu hậu đã được di chuyển từ chân cột A về xuống chỗ này, được thiết kế mang tính khí động học nhiều hơn, nhỏ hơn. Cái tiếp theo là cái kính này cũng có một cái lớp cách âm, kính trên này cũng là lớp cách âm hai lớp. Tất cả những cái đường bo tròn của GLC nó đã khiến cho chiếc xe này nó trở nên tĩnh lặng hơn khi vận hành. Đó là những thay đổi về mặt nền tảng khung. Còn gầm thì sao? Nếu mà các bạn thấy rằng với GLK thì là một cái gầm rất là chắc, rất là cứng, đậm chất Đức, lái cực kỳ thích. Tuy nhiên nó cũng có một nhược điểm rằng khi mà đi vào những đường xấu nó cảm giác bị dội nhiều hơn, sóc hơn. Và ở thế hệ GLC thứ nhất hay gọi là thế hệ thứ hai của cái chuỗi sản phẩm này thì chúng ta thấy rằng là ngoài thay đổi về cái nền tảng khung thì phần gầm, phần hệ thống treo nó cũng có những thay đổi. Nếu mà chúng ta thấy rằng ở GLK thế hệ đầu tiên thì hệ thống treo của nó mang đúng đậm chất Đức, cứng, vững, vào cua rất là thích, lái cũng thích. Nhưng nếu các bạn đi cái chiếc xe GLK vào những cái địa hình xấu, đơn đường xấu thì lúc đấy các bạn sẽ nhận ra ngay cái nhược điểm của nó. Đó là gì? Đó là sự dội, dằn, sóc. Đến thế hệ GLC thứ nhất thì cái hệ thống treo nó cũng đã được tinh chỉnh nhưng vẫn chưa đủ êm ái khi mà chúng ta đi vào đường sóc. Đến thế hệ thứ 3 này thì rõ ràng có sự thay đổi rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái xu hướng này đã không chỉ là Mercedes mà có nhiều hãng khác đã phải đi theo. Đó là gì? Nó phải khiến chiếc xe êm ái hơn trong mọi địa hình. Không phải một chiếc xe sinh ra là để chạy track mà nó phải đáp ứng nhiều cái nhu cầu đa dạng hơn. Chính vì vậy và cơ cấu lái cũng phải mềm mại hơn, linh hoạt hơn. Hệ thống treo cũng phải êm ái hơn, và êm ái hơn thì đồng nghĩa nó sẽ mềm hơn. Họ sẽ phải hy sinh một chút về gọi là chất Đức trong mỗi chiếc xe Mercedes đi một chút. Và ngày hôm qua thì cái điều đó đã được chúng tôi kiểm chứng ở trên đường. Chiếc GLC thế hệ thứ 3 này chạy rất là hay, hệ thống treo vẫn tuyệt vời, và đặc biệt nó vô cùng êm ái. Và tất cả những thay đổi đấy nó đã khiến cho chiếc GLC đạt được một con số kỷ lục của hãng Mercedes. Đó là gì? 2,6 triệu chiếc GLC đã được bán ra toàn cầu tính từ thế hệ GLK đầu tiên 2008. Và tại Việt Nam thì hiện nay mẫu xe này đang là mẫu xe có cái doanh số bán đến
chiếm đến 50% doanh số bán của Mercedes-Benz Việt Nam. Các bạn thấy ghê chưa? Ngoài những thay đổi về khung, gầm, động cơ thì một trong những thay đổi nữa đó chính là phần nội thất của xe. Nếu các bạn nhìn vào nội thất của GLC thế hệ thứ 3 thì các bạn thấy rằng nó gần như là y nguyên cái nội thất của chiếc C chuyển sang. Hệ giao diện MBUX đã được cải tiến rất là đẹp, rất là bắt mắt, một màn hình lớn. Tuy nhiên, một điểm mà tôi thực sự, đây cũng là cá nhân thôi, không phải là fan của Merc và không sở hữu một chiếc xe Merc, và tôi cũng không sử dụng một chiếc xe Merc đủ lâu để có thể làm quen với nó. Nên sau 2 ngày mà tôi vật vã với chiếc này thì thấy rằng dường như là MBUX có giao diện rất là đẹp, nhưng mà nó quá phức tạp, khiến cho là những người đầu tiên mà tiếp cận với nó không dễ có thể làm quen được. Tóm lại là những thay đổi ở trên GLC thế hệ thứ 3 này thì thực sự nó sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Rất khó có thể tìm thấy một chiếc xe SUV phân khúc C hạng sang nào có thể vượt qua được GLC, thật sự. Và đặc biệt là hệ thống đại lý của Merc rộng khắp tại Việt Nam thì mua Merc luôn là một trong những cái lựa chọn tối ưu hơn. Bởi khi mua xe xong, không chỉ là một chiếc xe, chúng ta cần phải làm dịch vụ sau bán hàng, thì Merc luôn làm tốt việc này. Với một cái mức giá 2 tỷ 799, 2 tỷ 8 đi, thì chiếc GLC 300 4MATIC này thực sự là một đối thủ quá nặng ký đối với X3, Volvo XC60 T8, Audi Q5 hay là những chiếc Lexus NX300T, thực sự rất khó. Và thực sự doanh số bán của GLC nó đã là một tượng đài cho hàng xe sang tại Việt Nam. Rất khó thể có một mẫu xe sang nào có thể lật đổ nó. Vậy thì các bạn, ý kiến của bạn thế nào? Đánh giá sao về nó? Comment ở dưới, chúng ta cùng nhau trao đổi, thảo luận để có thể lựa chọn ra một chiếc xe phù hợp nhất cho chính bạn. Và bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của OneCarVN. Xin chào.